Chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em bộ ảnh mà trong đó nhiếp ảnh gia hóa thân thành chính nhân vật ở trong ảnh. Thì đó là bộ ảnh tên là Shauna của nhiếp ảnh gia Sean Lee đến từ Singapore. Thì đây là bộ ảnh mà anh đã thực hiện trong cái workshop tên là Angkor Photo Festival tại Campuchia. Nhưng mà sau một tuần workshop thì anh ấy cảm thấy chưa đủ nên đã quyết định bay đi bay lại giữa Campuchia và Singapore trong vòng 2 năm để hoàn thành bộ ảnh. Xuất phát từ cái câu chuyện rất là thú vị ở trong Kinh Thánh về cái sự ra đời của người đàn bà, thì Eva được ra đời từ chiếc xương sườn của Adam, và Sean Lee luôn tự đặt ra câu hỏi cho bản thân là liệu trong một người đàn ông có một chút gì từ phụ nữ và ngược lại. Và để trả lời cho cái câu hỏi này thì anh đã thực hiện dự án ảnh, và bây giờ mình sẽ mở ảnh ra để mọi người cùng xem và bàn luận những câu chuyện xung quanh cái dự án khá thú vị này. Thì Shauna là cái tên mà Lee đặt cho cô gái anh hóa trang, và nhiếp ảnh gia này đã học cách trang điểm và đi lại bằng giày cao gót. Thì mỗi lần anh đã dành từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ để trang điểm, và không phải để là xinh đẹp hơn mà để anh trao cho mình cái diện mạo và gương mặt của Shauna. Anh loại bỏ tất cả các chỗ lông trên cơ thể và cả những vùng mà bình thường người ta phải che đậy. Và mỗi lần anh hóa thân thì anh muốn mình đều phải trông giống như lần trước. Và anh cảm thấy một trách nhiệm khi nhìn thấy Shauna ở trong gương và phải đem cô ấy ra đời sống, đóng vai cô ấy thật tốt. Và hầu hết các bức ảnh mà anh ấy chụp đều là sắp đặt tripod và chụp tự động. Có một số thì anh ấy nhờ người bạn của mình. Và khi nhìn lại các bức hình chụp cô gái này thì anh cảm giác đấy là một người hoàn toàn khác, mặc dù cô ấy là người mà Lee hóa trang thành. Và anh ấy đã trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác và mới lạ ở phố đèn đỏ tại Siem Reap. Và khi được hỏi là tại sao anh không chọn cách chụp chân dung những ladyboy ở đó thay vì hóa trang thành họ, thì Sean trả lời anh cảm thấy đây không phải là cách tốt đối với mình, và anh hứng thú với việc là một trong số những ladyboy hơn. Khi hiểu hơn về nhiếp ảnh thì anh cũng biết được rằng những khó khăn khi chụp ảnh người lạ, đặc biệt khi anh là người Singapore lang thang trên phố đèn đỏ này. Hơn nữa, nếu bộ ảnh của anh thành công theo một phương diện nào đó thì liệu anh nghĩ rằng nó có bị coi là thành công dựa trên bi kịch của người khác không? Và cái phần mình khá thích khi anh ấy trả lời phỏng vấn là cái trải nghiệm này đã thay đổi anh theo cách như thế nào. Anh ấy nói là có hai điều. Điều đầu tiên là anh nhận ra rằng mình không biết gì về thế giới này, và anh không biết có những người sinh ra trong hoàn cảnh mà mọi thứ trong cuộc sống đều nói lời từ chối với họ, và họ không còn cách nào khác ngoài việc là phải bán thân mình để kiếm sống và tồn tại. Đối với anh thì cái thời đó là lúc anh 22 tuổi, là cái lúc mà tuổi trẻ anh được phép tận hưởng cuộc sống, trò chuyện với các cô gái và hy vọng sẽ có một tình yêu. Còn đối với những người đó thì tuổi trẻ và cơ thể của họ là những món hàng có thể mua bán để đem lại khoái lạc tình dục cho khách hàng. Và cái điều thứ hai, anh trả lời là anh biết rằng mình không thể hoàn toàn hiểu hết về cuộc sống của những ladyboy này, và những gì anh có thể làm là cố gắng tưởng tượng và tìm một chỗ đứng chung giữa anh và những con người đó. Đó là những mối quan hệ về tình bạn, về sự kết nối. Có một cái tấm ảnh cuối, Sean trong cái vai của cô Shauna là tự ngã mình xuống bể bơi. Đây là tấm ảnh anh xếp cuối cùng trong cái quyển sách ảnh mà anh xuất bản. Mình có thể ngầm hiểu đây là một cái ẩn dụ là anh đã chọn quyết định là dừng cái dự án ảnh này lại. Bởi vì trong cái quá trình thực hiện thì đã có một đôi số lần là anh ấy sợ là mình phải quan hệ tình dục với cả cái người đàn ông. Thì anh ấy coi đây là một ranh giới mà mình không thể vượt qua. Và cái cách mà anh chọn là dừng nó lại và chỉ đóng vai thành một cô gái như vậy và tìm hiểu bản thân mình, đồng thời hiểu hơn cái thế giới của những cái con người này trong cái phố đèn đỏ đấy. Đây là một dự án ảnh mà mình thấy cái nhiếp ảnh gia anh ấy khá là dũng cảm khi chọn cách hóa thân mình, vì có những cái rủi ro mà khi đi trong cái con phố như thế và ghi lại những bức hình. Sean Lee ngoài ra thì anh ấy còn thực hiện một số bộ ảnh khác nổi bật, đó là những cái bộ ảnh anh chụp bố mẹ của anh ấy, chụp về mối quan hệ của hai người trong những cái cuộc hôn nhân rất là lâu năm, hay là bộ ảnh anh ấy chụp về những cái đôi lứa trẻ, về tình yêu giữa họ. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về những bộ ảnh này bằng cách search tên của anh ấy. Và hẹn gặp lại mọi người ở trong số tuần sau. Xin chào.